Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 3 năm 2024, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại chủ trì hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng và tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu từ thực tiễn ở cơ sở và thông qua việc nghiên cứu dự thảo văn bản, đại biểu nghiên cứu phản ánh, đánh giá những nội dung quy định trong điều lệ Đảng đúng và phù hợp đến thời điểm này và trong giai đoạn tới. Với những nội dung vấn đề diễn biến trong tình hình thực tế cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, đại biểu cần nêu lý do và góp ý kiến cụ thể. Những vấn đề điều lệ chưa có quy định, tình hình thực tế, đòi hỏi bổ sung thành nguyên tắc, quy định thực hiện thống nhất trong toàn đảng cần mạnh dạn đề xuất. Về công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện điều lệ đảng, các quy định hướng dẫn của Trung ương, ở từng khía cạnh, từng nội dung, đại biểu đánh giá những mặt được, vướng mắc tồn tại, bài học kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị trong công tác này. Đồng thời gắn với thực tiễn địa phương, từng ngành lĩnh vực công tác để làm sâu sắc hơn các nội dung tại hội nghị, góp phần thực hiện tốt các quy định của đảng và xây dựng đảng ngày càng vững mạnh hơn. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cho tất cả đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy thực hiện tổng kết 15 năm thi hành điều lệ đảng và 5 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng. Đến nay đã thực hiện hoàn thành. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy tổng kết và gửi báo cáo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét và chỉ đạo thành lập tổ công tác xây dựng báo cáo về hai nội dung trên. Hơn 1,5 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Khoảng 10.000 người cao tuổi đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Thông tin được nêu tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam được tổ chức vào sáng nay. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Cà Mau, dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. Theo dữ liệu dân cư quốc gia, cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Tại Cà Mau có hơn 143.000 người cao tuổi, chiếm 11% dân số. Năm 2023, kinh phí hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có người cao tuổi, trên 28.000 tỷ đồng. Ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác người cao tuổi trong dự toán chi thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương được giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí cho người cao tuổi Việt Nam gần 11 tỷ đồng. Đến nay, 14 tỉnh thành phố nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, 32 tỉnh thành phố mở rộng đối tượng là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn được hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo đối tượng đặc thù của tỉnh. Riêng tại Cà Mau, năm 2023 có gần 16.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng. Việc tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với người cao tuổi bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Ngoài xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến người cao tuổi, năm 2024 các bộ ngành và chính quyền địa phương sẽ tăng cường các giải pháp phát huy vai trò người cao tuổi, đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ người cao tuổi sinh sống tại gia đình, tại cộng đồng, trợ giúp người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Cũng trong sáng nay, Ban Quản lý Dự án GCF tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai hợp phần 1 hỗ trợ xây dựng nhà ở chống chịu bão lụt trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Sử. Đây là hợp phần thuộc dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam, gọi tắt là dự án GCF. Dự án do Quỹ Khí hậu Xanh diễn trợ không hoàn lại thông qua chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc. Theo kế hoạch thực hiện hợp phần 1 của dự án, tỉnh Cà Mau sẽ triển khai xây dựng 490 căn nhà an toàn chống chịu bão lụt tại các địa phương trong tỉnh. Thời gian thực hiện từ nay đến tháng 7 năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Sử mong muốn các đơn vị địa phương tích cực phối hợp triển khai thực hiện hợp phần này với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo hoàn thành xây dựng nhà ở đúng thiết kế, chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.
góp phần tạo điều kiện cho người dân vùng ven biển trên địa bàn tỉnh được ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng thích ứng và tăng cường khả năng chống chịu cho hạ tầng nhà ở dân sinh trên địa bàn tỉnh trước những tác động của biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, mùa khô năm nay không chỉ đến sớm mà còn gay gắt hơn nhiều năm. Tại huyện Trần Văn Thời, hiện nay hàng loạt con kênh phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân gần như khô cạn. Trước thực tế này, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân, mà còn gây thiệt hại nặng nề cho nhiều công trình giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Đây chỉ là một trong 85 điểm sạt lở trên địa bàn xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời, tính đến ngày 11 tháng 3 năm 2024. Riêng tuyến lộ bê tông vừa được đưa vào sử dụng cách đây hơn 2 tháng, thuộc kênh độc lập với chiều dài hơn 2.000 mét, thì đã có trên 650 mét bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân. Diễn biến hồi lúc cỡ khoảng cỡ 3 giờ chiều, cái tay khoảng 20 ngày. Bây giờ nó sụp thì mình đứng ở trên mình cũng thấy nó cũng xuống từ từ, đầu tiên có dấu hiệu là nước trước rồi bắt đầu nó xuống từ từ là ở đây chứng kiến, cũng nhiều người ta chứng kiến tại đây. Trước đó thì cách khoảng 2-3 tiếng đồng hồ thì cũng có cắt dừa nè. Đó, cũng có cắt rồi xong rồi hoàn cũng 3 tiếng đồng hồ sau thì bắt đầu chuẩn bị sụp. Mà dù cắt không cắt cũng vẫn sụp. Thì nó diễn biến thì bây giờ là trước kia thì nó cũng nứt hơi vậy đó. Rồi bắt đầu nó sụp xuống. Tiếng này thì nói chung là cũng rất nhiều khu vực sụp lắm. Thì buổi sáng tôi đi thể dục, buổi sáng thì nhìn phía bên sông đó, nhìn từ đây lên cái đoạn đường trên thì chắc nhiều lắm, nhiều chỗ sụp dữ lắm. Mà chỉ cái chỗ này là nặng nhất. Sông nó cũng khô hạn quá chừng đó, nó cạn kiệt nước, rồi nó lại sâu nữa. Trước tình hình trên, người dân tiến hành chặt bỏ các cây lớn gian kênh, gian sông trên phần đất gia đình để hạn chế tình trạng sạt lở. Mặc dù vậy, sụp lún sạt lở đất gian theo tuyến lộ giao thông vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các cấp chính quyền đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tạm thời, đảm bảo an toàn cho người dân. Trong vòng một tháng mà cái mực nước nó giật như thế đó, thì mà 27 điểm sạt lở, mà nếu nước giật nữa, theo khảo sát thì tôi thấy còn rất nhiều chỗ là nguy cơ sạt lở. Chi bộ rồi ban dân ấp đó cũng là vận động bà con tạo cái điều kiện để cho bà con chuyên chở lúa trong cái sân, có nghĩa là trong cái lộ đất đen cho bà con vận chuyển để bán lúa. Đối với đơn vị xã Khánh Lộc thì cái tình hình sụp lún sạt lở trên địa bàn diễn ra hết sức là phức tạp. Xã cũng tuyên truyền vận động bà con khắc phục tạm thời, đồng thời cũng ra quân cắt tỉa cây ở các cái tuyến kênh nhằm hạn chế cái tình hình sụp lún sạt lở tiếp tục diễn ra nữa. Huyện Trần Văn Thời có 264 tuyến sông kênh với chiều dài trên 963 km. Nắng hạn kéo dài, mực nước dưới các sông rạch bốc hơi nhanh, cộng với việc bơm nước phục vụ sản xuất, múc đất lòng sông làm lộ giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sụp lún sạt lở đất như hiện nay. Tính đến ngày 11 tháng 3 năm 2024, trên địa bàn 9 xã thị trấn của huyện Trần Văn Thời đã xảy ra sạt lở sụp lún 131 tuyến ở 550 vị trí với tổng chiều dài trên 14.500 mét. Nếu như tình trạng khô hạn tiếp tục diễn biến gay gắt, thì những số liệu về tình hình sạt lở trên địa bàn huyện Trần Văn Thời sẽ còn tăng cao, bởi hiện nay mực nước dưới các tuyến kênh rạch gần như đã khô cạn nước. Trước tình trạng khô hạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt đi lại của người dân, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trần Văn Thời đã điều động lực lượng thường trực và dân quân tham gia giúp dân khắc phục tạm thời những tuyến lộ nông thôn bị sụp lún để người dân đi lại thuận tiện hơn. Thưa quý vị, chiều hôm qua tại đồn biên phòng Sông Đốc, thừa ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, cơ quan nghiệp vụ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau triển khai quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tàu cá đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Trước đó, tàu cá CM06051TS do ông Trương Lâm Vũ, sinh năm 1993, ngụ khóm 7 thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời làm chủ, hành nghề câu mực, xuất bến qua cửa Sông Đốc vào ngày 30 tháng 11 năm 2023, đảm bảo thủ tục giấy tờ và còn thời hạn theo quy định.
Khi ra biển hoạt động, ông Vũ giao cho ông Trịnh Văn Suốt, thuyền viên trên tàu, làm thuyền trưởng. Nhưng ông Suốt không có văn bằng chứng chỉ thuyền trưởng. Rồi ông Vũ quay vào bờ, trên tàu cá có tất cả 6 thuyền viên. Khi hoạt động đánh bắt trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Thái Lan, vào ngày 15 tháng 12 năm 2023, ông Trịnh Văn Suốt gọi điện đường dài cho chủ tàu, hỏi ý kiến và được chủ tàu thống nhất về việc sẽ đưa tàu cá sang vùng biển Thái Lan để khai thác hải sản. Ngày 16 tháng 12 năm 2023, tàu cá nói trên bị lực lượng Hải quân Vùng 2, Hải quân Hoàng gia Thái Lan kiểm tra bắt giữ. Đến ngày 19 tháng 12 năm 2023, thuyền trưởng là ông Trịnh Văn Suốt và các thuyền viên gọi điện về thông báo cho chủ tàu và gia đình biết là đang bị giam giữ ở Thái Lan chờ ngày ra tòa xét xử. Qua làm việc với các cơ quan chức năng, ông Trương Lâm Vũ, chủ tàu cá, và Trương Hoàng Nhất, cha của ông Vũ, đều thừa nhận là người trực tiếp quản lý, chỉ đạo điều hành một hoạt động của tàu cá CM06051TS và đã có hành vi đưa tàu cá sang vùng biển Thái Lan khai thác thủy sản trái phép. Ngày 6 tháng 3 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trương Lâm Vũ với hai hành vi: khai thác thủy sản tại vùng biển quốc gia khác mà không có giấy phép và hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m khai thác thủy sản tại vùng khơi. Tổng xử phạt hành chính hai hành vi trên, số tiền là 917 triệu 500 ngàn đồng. Hôm qua, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mời một người có tên viết tắt là HVH, ngụ khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau, làm việc vì có liên quan đến hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức sai mục đích theo quy định của pháp luật. Theo đó, tại buổi làm việc, HVH đã thừa nhận vào khoảng cuối năm 2023, H có mượn tiền một số người để tiêu xài cá nhân. Đến khoảng tháng 1 năm 2024, những người này đã liên tục gọi điện để đòi tiền. H đã chuyển cuộc gọi từ số điện thoại của mình đến số điện thoại của đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự nhằm mục đích hù dọa những người đòi nợ. H có số điện thoại trên là do thấy trên trang web Công an tỉnh Cà Mau có cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân trình báo thông tin về tội phạm. Xác định tính chất vụ việc và thái độ thành khẩn cùng hoàn cảnh của H, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức sai mục đích theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, những ngày qua, giá tôm càng xanh trên địa bàn huyện U Minh tăng từ 10 đến 15 ngàn đồng một ký, do đây là thời điểm cuối vụ, sản lượng tôm không nhiều. Các thương lái thu mua cho biết, tôm càng loại 15 đến 20 con một ký có giá 120 ngàn đồng, tôm loại 30 con một ký cũng dao động từ 110 đến 115 ngàn đồng. Phần lớn lượng tôm thương lái thu mua được nông dân nuôi theo mô hình quảng canh, bán thâm canh, chất lượng tôm sạch đạt kích cỡ lớn, chủ yếu cung ứng cho thị trường nội địa. Từ khi góp mặt trên thị trường đến nay, sản phẩm chù ổ muối được người tiêu dùng ưa chuộng và tiêu thụ mạnh. Với kỳ vọng tăng giá trị cho sản phẩm, cơ sở làm nghề tại huyện Ngọc Hiển phấn đấu xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP trong năm nay. Với ưu thế con to, thịt và gạch nhiều, ngọt hơn so với con ba khía, nên chù ổ muối được thị trường ưa chuộng, tiêu thụ mạnh nhất là tại các tỉnh miền Tây và xuất sang thị trường Campuchia. Hiện nay, các cơ sở chế biến tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, nguyên liệu đảm bảo tươi sống, con to, chắc thịt, quá trình muối tuân thủ an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, đổi mới bao bì nhãn mác, đóng gói thành phẩm đẹp mắt, tăng cường quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội, kênh bán hàng điện tử nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay, chù ổ muối Phúc Hàng được bán với giá từ 100.000 đồng một ký, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động ở địa phương. Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 67 xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới, đạt trên 81,7%, còn 15 xã chưa đạt tiêu chí này. Như vậy, trong năm nay, tỉnh Cà Mau phấn đấu có ít nhất 73 xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông, có ít nhất 20 xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời nâng cao chất lượng tiêu chí này đối với các xã đã đạt chuẩn. Để thực hiện đạt mục tiêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng tiêu chí thông tin và truyền thông, như tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban ngành tỉnh, địa phương, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và đơn vị có liên quan, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, quy định của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nông thôn mới.
hướng dẫn các xã thực hiện việc chuyển đổi số, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển hạ tầng mạng lưới bưu chính, mạng viễn thông, Internet trên địa bàn các xã. Bố trí kịp thời nguồn vốn để đầu tư đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa đến các ấp, hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng nhằm thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới. Đối với tiêu chí môi trường, thời gian gần đây, huyện Ngọc Hiển đã có cách làm mới để người dân cùng chung tay thực hiện, tiến đến hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Khoảng 17 giờ, trụ sở ấp Cái Mòi, xã Đất Mũi đông đúc và náo nhiệt hẳn lên. Hàng chục em nhỏ dây quanh cán bộ đoàn và phụ nữ ấp để bán da chai. Mỗi em lĩnh kỉnh bao, bọc đựng chai nhựa, hộp giấy, tấm tôn dụng, sắt dụng, kể cả giỏ hào, giỏ ốc tập kết ngay nhà sinh hoạt Chăn Quá để bán. Có em được 5.000, 7.000, có em cũng được vài chục ngàn. Số tiền nhận được chính từ công sức của mình bỏ ra nên em nào cũng tươi cười, phấn khởi. Con đi học về, con chiều con đi lượm rác, rồi con bán cho Mỹ Hiền. Một ngày con lượm được nhiều hơn rồi để kiếm tiền đi học. Ý nghĩa là bảo vệ môi trường cho nó sạch sẽ hơn. Rác sáng gì mà con đi học về thì con đi lượm rác á. Rồi con đi lượm rác xong rồi con đi lượm miếng tôn vòng vòng á, có tiền á. Rồi con đi lượm hào và lượm mấy cái chai á. Mỗi lần con nộm được thì 17.000 đến 20.000. Mình dẹp môi trường sạch sẽ, không bỏ rác lung tung. Tính đến nay, ấp Cái Mòi đã đạt 15 trên 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Khó khăn lớn nhất của địa phương là thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Do tập quán sinh sống, người dân đã quen với việc vứt rác xuống sông hoặc xung quanh nhà, khiến môi trường ở ấp, nhất là khu đông dân cư, dần mất vẻ mỹ quan. Để gỡ nút thắt này, bên cạnh tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân, trưởng ấp còn phát động đến từng em học sinh thu gom rác thải để bán, đồng thời thưởng thêm những phần quà bánh kẹo. Chi phí này, trưởng ấp tự bỏ ra và vận động thêm nguồn tài trợ khác. Ở ấp thì nó đã hoàn thành mười mấy tiêu chí rồi, còn lại cái khó khăn là về cái tiêu chí môi trường. Thì để đảm bảo về cái nông thôn mới năm 2025 thì năm nay lấy thống nhất để cho cái tiêu chí môi trường này nó đạt hiệu quả và các ấp bạn và để nhìn nhận theo thì tôi mới thành lập cái môi trường. Từ đó cái rác mà nó không sử dụng được để động viên cho mấy em nhỏ nó đi học thu gom lại đằng này mình mua vừa sạch vừa đẹp vừa tạo điều kiện cho em nó con cháu nó đi học có cái điều kiện nó đi học mà về cái bảo đảm về cái môi trường luôn. Thì đây là năm nay ở ấp Cái Mòi là quyết tâm là để đạt cái tiêu chí môi trường. Thời gian qua thấy môi trường của mình không được tốt cho mấy, em mới vận động bên đoàn của em vận động cho bà con với mà các em thiếu nhi đi gom rác thải lại em thu mua cho sạch đẹp xóm làng mình với cho bà con hiểu biết được là rác thải nó rất là ô nhiễm, em mới phát động cho mấy em đi lượm rác để thu nhập kiếm tiền cho mấy em đi học thêm nữa. Chứng kiến những em nhỏ, học sinh thu gom rác thải để làm sạch môi trường, những hộ dân trên địa bàn ấp đã bắt đầu thay đổi thói quen, nếp nghĩ. Rác thải được bà con thu gom, phân loại và xử lý đúng theo quy định. Chính điều này mà môi trường ở ấp Cái Mòi dần cải thiện là tín hiệu lạc quan để địa phương sớm về đích tiêu chí này. Với thông điệp hợp tác bền chặt, kết nối thành công, chiều nay Trung tâm Kinh doanh VNPT Cà Mau tổ chức chương trình họp mặt và tri ân đại lý điểm bán Vinaphone 2024. Trải qua 28 năm hình thành và phát triển, Vinaphone từng bước khẳng định vai trò là một trong những mạng di động hàng đầu Việt Nam. Tại Cà Mau, Vinaphone có gần 1 triệu thuê bao trên 1,2 triệu dân, thị phần đứng đầu cả nước, doanh thu đứng thứ 3 sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Để đạt được thành tựu này, có sự đồng hành gắn kết, xây dựng cùng nhau phát triển của các đại lý điểm bán với VNPT Cà Mau. Tại buổi họp mặt, VNPT Cà Mau tôn vinh và khen thưởng 28 đại lý bán hàng tiêu biểu trên toàn tỉnh, đồng thời trao thưởng chương trình khuyến mại siêu bảo vàng ngàn may mắn
dành cho khách hàng sử dụng các dịch vụ trên nền băng rộng cố định. Khách hàng Vinaphone trả trước, trả sau có phát sinh tiêu dùng trong thời gian từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 18 tháng 2 năm 2024. VNPT Cà Mau còn trao giải thần tài một lượng vàng SJC trị giá 82 triệu đồng cho khách hàng ở ấp Hòa Trung, xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau và 5 giải lộc vàng, mỗi giải một chỉ vàng SJC. Chiều nay, Ban chỉ đạo Ban tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Cà Mau lần thứ 13 năm 2024 tổ chức tổng duyệt chương trình lễ khai mạc sẽ diễn ra vào sáng mai 13 tháng 3 tại sân vận động tỉnh Cà Mau. Chương trình lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ và dự kiến sẽ kéo dài trong 70 phút. Chương trình khai mạc mang khí thế sôi nổi, thể hiện được quyết tâm của các đơn vị tham gia tranh tài. Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Cà Mau lần thứ 13 năm 2024 quy tụ 1.953 vận động viên tranh tài ở 13 bộ môn. Từ kết quả của các môn thi đấu, tỉnh Cà Mau cũng sẽ tuyển chọn các vận động viên ưu tú xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng tham gia Hội Khỏe Phù Đổng khu vực và Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc. Tại buổi tổng duyệt, đại biểu theo dõi và góp thêm ý kiến để chương trình lễ khai mạc diễn ra sôi nổi, ý nghĩa, mở màn cho ngày hội của học sinh tỉnh Cà Mau tích cực hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.